Hello anh em, đã quay trở lại với của Real Tech. Ok, thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến câu chuyện đấy chính là PCI Express 5.0 nhá. Thực ra thì cái hồi đấy chính là PCI Express 4.0 mà nó vừa được ra mắt và cũng như đấy chính là nó vừa bắt đầu hot á, thì mình cũng đã có một video để làm cho anh em rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến PCI 5. Nó cũng vừa phổ biến gần đây thôi. Nó vừa được tích hợp ở trên Ryzen 7000 series và cũng như là Intel thế hệ thứ 14. Thì chúng ta sẽ cùng xem đấy chính là PCI Express 5.0 nó sẽ là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ, ai cũng phải dùng hay là nó sẽ chỉ là một bước đệm về mặt công nghệ đấy nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đấy anh em. PCI Express 5.0 chắc là mình sẽ không cần phải giải thích quá là nhiều và cũng như là dài dòng về PCI Express là gì nữa rồi đúng không? Bởi vì cái khái niệm PCI Express thì anh em đã quá là thân thuộc rồi. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Anh em xài PC thì nó là cái để anh em kết nối card đồ họa, kết nối SDM2. Anh em xài laptop thì nó chính là cái Thunderbolt 3, Thunderbolt 4. Hay là anh em kết nối đến ổ cứng NVMe các thứ các kiểu. Thì PCI Express về cơ bản anh em có thể hiểu một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì nó sẽ là con đường giao tiếp giữa CPU và những thiết bị ngoại vi mà anh em cắm vào bên trong cái hệ thống máy tính của anh em. Và con đường đấy nó rất nhanh, nó rất lớn, thành ra là chúng ta có một cái tốc độ kết nối rất là cao. Và thông thường như truyền thống của PCI Express thì cứ mỗi đời cứ nâng cấp từ 3 lên 4, 4 lên 5 và thậm chí là sau này anh em nâng cấp từ 5 lên 6 thì chúng ta cũng sẽ được gấp đôi tốc độ ở mỗi lần nâng cấp anh em. Đấy, 3 lên 4 là chúng ta được nâng cấp, mình sẽ tính tốc độ ở đây là ở trên mỗi lên PCI nhá. Đấy, từ PCI 3 lên PCI 4 chúng ta có tốc độ từ 1GB lên 2GB trên giây. Đó, từ PCI 4 lên PCI 5 thì tốc độ cũng được nhân đôi, đấy chính là từ 2GB lên 4GB trên mỗi giây, trên mỗi làn anh em. Cái tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng khiếp. Nếu mà nhân tốc độ ra cho card đồ họa là PCI X16 á, thì tốc độ ở trên một cái khe PCI dành cho card đồ họa đấy nó có thể lên đến là 64GB trên giây dành cho PCI 5. Một cái tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Nếu mà PCI 4 thì nó sẽ là 32 và PCI 3 nó sẽ là 16. Nhưng mà thực sự là anh em có cần một cái tốc độ khủng khiếp đến như thế hay không? Thì lúc đấy, lúc này chúng ta mới bắt đầu kiểu phân tích một cách chi tiết hơn đúng không? Hai cái ứng dụng cụ thể nhất và chúng ta thường xuyên gặp nhất của PCIe đấy chính là kết nối card đồ họa và cũng như đấy chính là kết nối ổ cứng. Đối với card đồ họa, anh em cần một cái tốc độ khủng khiếp lên đến là 64GB trên giây của PCIe 5 không? Đối với cá nhân mình ấy, đấy chính là không. Một cái tốc độ là 32GB trên giây của PCIe 4 X16 nó đã là quá nhiều và quá đủ để anh em sử dụng rồi. Anh em phải biết đấy chính là đến cả con card đồ họa mạnh nhất bây giờ dành cho cái phân khúc đấy chỉ là consumer, đấy chính là RTX 4090 thì anh em cũng chỉ cần 16X PCIe 4. Và thậm chí đấy chính là sự khác biệt giữa 16X PCIe 3 và 16X PCIe 4 ở trên em RTX 4090 nó cũng không khác biệt nhau nhiều luôn. Anh em chơi game, anh em chơi game nó còn khác biệt ít nữa, anh em làm việc là gần như là nó không có sự khác biệt giữa PCIe 3 và PCIe 4 khi anh em chạy ở trên một con RTX 4090 luôn. Mà anh em phải biết đấy chính là PCIe 3 nó chỉ có 16GB thôi và PCIe 4 nó là 32GB. Đó. Thì bây giờ nếu mà xét ứng dụng ở trên card đồ họa là đấy, PCIe 5 là không có sự khác biệt đó. Anh em không cần phải quan tâm đến PCIe 5 nữa. Còn về ổ cứng thì sao? Đấy, bước nhảy vọt lớn nhất về mặt tốc độ ổ cứng khi mà nâng cấp từ PCIe 3 lên PCIe 4 là cái mà anh em dễ thấy nhất đúng không? Thay vì cái hồi mà chúng ta xài PCIe 3, chúng ta có 4X PCIe và tốc độ ổ cứng chúng ta sẽ dao động đâu đó vào khoảng tầm 2000 mấy cho đến khoảng tầm hơn 3000 là những con SSD rất là xịn ở PCIe 3 đúng không? Và lên PCIe 4, tốc độ đấy gần như là nhân đôi. Anh em thấy những chiếc SSD PCIe 4 có tốc độ lên đến là 5GB trên giây rồi là 7GB mấy trên giây. Nói chung á là anh em có một cái tốc độ đọc ghi liên tục nó rất là cao. Và những người mà kiểu làm phim, làm video sử dụng những cái lượng dữ liệu rất là lớn á, thì sẽ là những người nhận thấy rõ nhất lợi ích của việc sử dụng SSD PCIe 4. Nhưng mà đối với đa phần người dùng thông thường, anh em load win, anh em load phần mềm, anh em load những cái file rất là nhỏ, file vài trăm KB, file vài chục MB các thứ á, thì anh em sẽ rất rất khó để nhìn ra được cái sự khác biệt giữa SSD PCIe 3 và PCIe 4. Anh em chỉ cần nhìn đơn giản đấy chính là tốc độ load win PCIe 3, PCIe 4 như nhau, tốc độ load game 3, 4 như nhau, load phần mềm 3, 4 nó cũng như nhau nốt. Và bây giờ lên SSD PCIe 5 thì câu chuyện tương tự nó cũng đang xảy ra ở đây. Đấy chính là khi anh em nâng cấp SSD lên PCIe 5, anh em có một cái tốc độ rất
là kinh khủng khiếp. Một cái SSD PCIe 5 anh em có thể đạt tốc độ từ 15 đến 16 GB trên giây, tốc độ đọc ghi liên tục. Có nghĩa là nó gấp đôi một con SSD PCIe 4. Và nếu mà anh em cứ tưởng tượng là anh em copy một cái video dung lượng đâu đó vào khoảng là 60GB thì anh em sẽ chỉ mất vỏn vẹn khoảng vài giây là anh em đã có thể copy xong rồi. Thì anh em thấy á, thì cái câu chuyện người hưởng lợi nó cũng tương tự như là việc chúng ta nâng cấp từ PCIe 3 lên PCIe 4. Đấy chính là những người nào sử dụng những cái file cực kỳ lớn, file lên đến cả mấy chục GB, lên đến cả mấy trăm GB, nhiều anh em làm video, quay video raw các thứ á, thì anh em sẽ thấy là cái lợi lớn nhất mà anh em được hưởng. Nhưng mà nếu mà với đa phần người dùng, người dùng thông thường, hay thậm chí là anh em làm về đồ họa 3D, anh em xử lý những cái file nhỏ rất là nhiều, đặc biệt là những anh em nào mà làm về kiểu render phim các thứ, anh em render từng frame, mỗi frame có dung lượng đâu đó khoảng tầm là vài chục MB, thì anh em sẽ rất khó để nhận thấy sự khác biệt khi mà anh em đang sử dụng một con SSD PCIe 4 và anh em nâng cấp lên PCIe 5. Rất khó để anh em nhận thấy được sự khác biệt. Có chăng mình thấy cái điểm ứng dụng lớn nhất khi mà PCIe 5 mà mình muốn ứng dụng đấy chính là nó nhúng vào một cái Thunderbolt để làm sao cái Thunderbolt nó có cái băng thông tốt hơn. Bởi vì anh em biết đấy chính là Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 ở trên laptop bây giờ nó đang có băng thông nó khá là ít, nó chỉ có 40 gigabit thôi. Thì nếu mà chia tốc độ ra thì 40 chia 8 nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 5 GB trên giây. Một cái tốc độ nó rất là ít. Nếu mà anh em kết nối đến những cái thiết bị ngoại vi để đọc ghi dữ liệu thì ok, nó vẫn rất là nhanh. Nhưng mà để thiết bị kết nối đến những cái thiết bị như kiểu là eGPU các thứ ấy, thì cái tốc độ đấy là nó vẫn đang là chưa đủ. Đấy, thì với một cái PCIe 5 hay sau này tương lai nó sẽ là PCIe 6 thì mình mong rằng đấy chính là cái băng thông của cái Thunderbolt ở trên laptop ấy, nó được mở rộng ra, hay là có một cái cổng gì đấy, USB 5, USB 6 gì đấy chẳng hạn, thì nó mở rộng được cái băng thông của cái cổng USB-C ra, thì lúc đấy chúng ta kết nối được nhiều thiết bị ngoại vi hơn, đa dạng thiết bị ngoại vi cho laptop hơn. Bây giờ thay vì một con laptop phải gắn cạc đoạn rời vào thì chúng ta có một cái cổng C, nó có băng thông rất là lớn, nó kết nối đến eGPU, thì đấy, thì câu chuyện về hiệu năng ở trên laptop nó được giải quyết một cách rất là nhanh gọn. Thì vừa rồi là một vài chia sẻ của mình về câu chuyện đấy chính là PCIe Express 5.0 đến với cả anh em. Đó, PCIe Express 5.0 về cơ bản thì nó cũng giống như là trước đây thôi, vẫn giống như là PCIe 3, vẫn giống như là PCIe 4, nhưng mà cơ bản là băng thông nó lớn hơn và PCIe thì nó sẽ có tính tương thích ngược. Nhưng mà ý nghĩa của nó có nhiều hay không? Thì như nãy giờ mình đã giải thích với cả anh em và cũng như đã chia sẻ với cả anh em á, đấy chính là ý nghĩa của PCIe Express 5.0 ở thời điểm hiện tại nó là chưa nhiều. Đối với cá nhân mình á, PCIe Express 5.0 xuất hiện ở thời điểm hiện tại, xuất hiện ở trên Ryzen 7000 series, xuất hiện ở trên Intel thế hệ thứ 14 thì nó sẽ chỉ là một cái câu chuyện, nó là một cái bước đệm về mặt công nghệ thôi. Còn về mặt ý nghĩa thực tiễn, về mặt là nó ứng dụng được nhiều hay không, anh em có cần hay không á, thì đối với cá nhân mình hiện tại đấy chính là PCIe 5 nó vẫn chỉ là một cái gì đấy để marketing hoặc là anh em cầm để đi khoe với nhau thôi. Còn ý nghĩa thực tế nó là chưa nhiều. Và thời điểm hiện tại PCIe 4 vẫn là một cái gì đấy mà nó dư dùng dành cho anh em, thậm chí là PCIe 3 bây giờ nó cũng đã rất là nhanh rồi. Thì ok, ý kiến anh em như nào về câu chuyện đấy chính là PCIe Express 5.0 thì anh em cứ comment phía bên dưới và chúng ta sẽ cùng thảo luận, đúng không? Còn bây giờ sẽ lại, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.